Người đứng đầu Hải quân Đức, Phó Đô đốc Kay Achim đã rời vị trí của mình chỉ một ngày sau khi ông nhận định Crimea sẽ không bao giờ quay trở lại và rằng Tổng thống Putin cũng như Nga có lẽ sẽ xứng đáng với sự tôn trọng. Những bình luận của ông này, điều mà ông khẳng định được đưa ra tại một nơi riêng tư, đã làm dấy lên tranh cãi ngoại giao khi Bộ Ngoại giao Ukraine triệu đại sứ Đức tại nước này đến ngày 22 tháng 1. Kiev đã gọi những bình luận của ông là không thể chấp nhận. Bộ Ngoại giao Đức sau đó đã nhanh chóng lên tiếng khi tuyên bố những bình luận của Phó Đô đốc trên không phản ánh bất kỳ quan điểm nào của cơ quan này, cả về nội dung lẫn ngôn từ. Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 43/QH15 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó có hai chính sách quan trọng về miễn giảm thuế và chính sách đầu tư phát triển. Đối với chính sách miễn giảm thuế, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%, còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Về chính sách đầu tư phát triển, tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tối đa 176.000 tỷ đồng, tập trung trong 2 năm 2022 và 2023, bao gồm y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 15 ngày đầu năm 2022, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 1, đạt 27,55 tỷ đô la Mỹ, giảm 7 tỷ đô la Mỹ, tương đương với giảm 20% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 12 năm 2021. So với cùng kỳ năm 2021, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 1 năm 2022 tăng 5,1%. Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong kỳ 1 tháng 1 năm 2022 đạt 9,13 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước, giảm 29,4% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021 và giảm 7,6% so với kỳ 1 tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm này đạt 9,61 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,3% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021 và tăng 7% so với nửa đầu tháng 1 năm 2021, chiếm 65% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Trong kỳ 1 tháng 1 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,64 tỷ đô la Mỹ. Bộ Y tế có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị không cách ly y tế người dân trong nước về quê ăn Tết. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử lý theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Trước đó, nhiều địa phương trên cả nước ra văn bản yêu cầu siết chặt việc đi lại của người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Công an tỉnh Sơn La tổ chức lễ cắt băng khánh thành và gắn biển trụ sở làm việc công an bản Hủy Củ, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Toàn tuyến biên giới giáp danh với địa bàn tỉnh Sơn La, qua khảo sát, thống nhất đang triển khai xây dựng 51 trụ sở làm việc công an bản thuộc 5 huyện của 2 tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang của Lào. Bản Hủy Củ là điểm bản vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào, giáp biên giới với huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Đây là một trong tổng số 51 điểm được khởi công xây dựng và khánh thành. Ngoài xây dựng và bàn giao trụ sở làm việc cho công an bản Hủy Củ, thời gian tới, công an tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an tỉnh Hủa Phăn, Lào thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Mỹ, nhà tài trợ hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đang từ chối các đề xuất để cơ quan này trở nên độc lập hơn. Bốn quan chức tham gia cuộc đàm phán cho biết, động thái trên làm dấy lên nghi ngờ về sự hỗ trợ lâu dài của chính quyền Mỹ đối với WHO. Đề xuất do nhóm công tác của WHO về tài chính bền vững đưa ra, trong đó sẽ tăng mức đóng góp hàng năm của mỗi quốc gia thành viên. Theo một tài liệu của WHO được công bố trực tuyến vào ngày 4 tháng 1, kế hoạch này là một phần của quá trình cải cách rộng lớn hơn của WHO sau khi đại dịch COVID-19 hoành hành. Trên thực tế, dịch COVID-19 đã cho thấy những hạn chế về quyền hạn của WHO trong việc can thiệp sớm vào một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đang phản đối cuộc cải cách này vì lo ngại về khả năng của WHO trong việc đối đầu với những mối đe dọa trong tương lai. Các quan chức Mỹ cho biết, thay vào đó, kế hoạch cải tổ này đang thúc đẩy việc thành lập một quỹ riêng do các nhà tài trợ trực tiếp kiểm soát để tài trợ cho việc phòng ngừa và kiểm soát các trường hợp khẩn cấp về y tế.
Trận cháy rừng hiện đã lan rộng trên diện tích 1.500 mẫu Anh gần cộng đồng ven biển khu vực Fisher, bang California của Mỹ. Trận cháy rừng trên đã khiến cư dân phải đi sơ tán và một đoạn đường cao tốc phải đóng cửa. Vụ cháy rừng Colorado diễn ra từ ngày 21 tháng 1 đã được kiểm soát khoảng 5%. Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California cho biết khoảng 430.000 người sống trong khu vực diễn ra cháy rừng ở quận Monterey phải đi sơ tán. Chính quyền quận Monterey cho biết Hội chữ thập đỏ Mỹ đã lập ra địa điểm trú ẩn tại một trường học địa phương vào cuối ngày 21 tháng 1. Hàng năm tại bang California, cháy rừng thường xuyên diễn ra. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các trận cháy rừng xảy ra trong thời gian dài hơn và nghiêm trọng hơn. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thông báo từ 23 giờ 59 phút ngày 23 tháng 1 theo giờ địa phương, nước này sẽ chuyển trạng thái phòng chống dịch COVID-19 sang tín hiệu đèn đỏ do có sự lây lan biến thể Omicron trong cộng đồng. Với quyết định trên, các cuộc tụ tập sẽ giới hạn tối đa 100 người tại những nơi cho phép sử dụng giấy thông hành COVID-19. Các dịch vụ khách sạn, nhà hàng được phép mở cửa, song chỉ giới hạn tối đa 100 người và những khách đặt tại chỗ. Tại những địa điểm không sử dụng giấy thông hành vaccine, tối đa chỉ được 25 người tụ tập. Công sở vẫn mở cửa, song nhân viên có thể chọn phương án làm việc tại nhà, đồng thời yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nhiều địa điểm trong nhà. Giới chức New Zealand cho rằng nguy cơ lây lan biến thể Omicron ở các trường hợp này rất cao. Đáng chú ý, hiện chưa thể xác định nguồn lây nhiễm. Trong bối cảnh trên, Thủ tướng Ardern thông báo hôn lễ của bà sẽ không diễn ra như kế hoạch dự kiến. Bà cũng khuyến khích người dân đi tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19. Cho biết trọng tâm của chính phủ hiện nay là tiêm mũi tăng cường. Bên cạnh đó, bà kêu gọi người dân xét nghiệm lâm sàng lọc COVID-19 nếu có bất kỳ triệu chứng nào. Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trên ngày ở mức cao chưa từng thấy trong bối cảnh biến thể Omicron có khả năng lây truyền mạnh tiếp tục lây lan nhanh chóng trên khắp đất nước. Trong đó, Tokyo đã xác nhận hơn 11.000 trường hợp mắc mới trong ngày 22 tháng 1, vượt qua mức cao kỷ lục trước đó là hơn 9.600 ca được báo cáo vào trước đó. Với số lượng người nhiễm bệnh tăng nhanh trên toàn quốc, chính phủ Nhật Bản đã đặt Tokyo và 12 quận khác trong tình trạng gần như khẩn cấp, cho phép lãnh đạo các địa phương yêu cầu những nhà hàng, quán bar trên địa bàn đóng cửa sớm, ngừng hoặc là hạn chế việc phục vụ. Nhiều khu vực ở Nhật Bản đã phải vật lộn trong làn sóng dịch COVID-19 thứ 6 ở nước này. Đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng trên 2 triệu ca nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, Bộ Y tế Indonesia thông báo có 2 ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia, 2 bệnh nhân mắc biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có bệnh lý nền, trong đó một trường hợp là ca lây truyền tại địa phương và một người nước ngoài. Phần lớn các ca mắc biến thể Omicron ở Indonesia cho đến nay đều có lịch sử di chuyển từ nước ngoài. Tuy nhiên, những phát hiện về các trường hợp lây truyền tại địa phương cũng đang bắt đầu tăng lên. Điều này cho thấy biến thể Omicron đã lây lan khá rộng trong cộng đồng. Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 tại Indonesia tiếp tục tăng nhanh với hơn 3.000 trường hợp. Khu vực thủ đô Jakarta và các thành phố vệ tinh có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cả nước, song cũng ghi nhận số ca mắc gia tăng đột biến. Chính phủ yêu cầu khu vực này đẩy mạnh việc tiêm chủng mũi tăng cường cho người dân. Thưa quý vị, cơ quan y tế Hồng Kông Trung Quốc cảnh báo đặc khu tài chính này đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ khi mà số ca mắc và nghi ngờ mắc COVID-19 đang tăng lên từng ngày. Hồng Kông đã phong tỏa một tòa chung cư với 3.000 người trong vòng 5 ngày. Trước đó, Hồng Kông đã tiêu hủy theo hình thức nhân đạo đối với hàng nghìn con chuột hamster sau khi có nhiều mẫu cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hồng Kông vẫn duy trì chiến lược Zero Covid, tiến hành phong tỏa, truy vết và xét nghiệm ngay khi phát hiện ca mắc mới. Các trường học, phòng tập thể dục tạm thời đóng cửa, nhà hàng đóng cửa từ 18 giờ cho đến sau Tết Nguyên đán. Nhiều chuyến bay đến và đi từ Hồng Kông bị hủy hoặc gián đoạn nghiêm trọng. Theo giới chức Hồng Kông, đặc khu này khó có khả năng nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 bùng nổ trên toàn cầu đã dẫn đến số lượng khổng lồ rác thải từ khẩu trang y tế sử dụng một lần. Tại Đài Loan của Trung Quốc, một công ty công nghệ đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này bằng cách tái chế khẩu trang đã qua sử dụng thành củ sạc điện thoại. Với công nghệ này, một số lượng lớn khẩu trang đã qua sử dụng đã được thu gom, khử trùng rồi cho vào máy cắt nhuyễn. Sau đó, một máy ép sẽ nén chặt lượng khẩu trang cắt nhuyễn để làm vỏ các củ sạc điện thoại. Khẩu trang là loại rác thải khó tái chế vì có thành phần từ nhựa. Chúng tôi muốn tận dụng đặc điểm này để biến chúng thành vật liệu có sức bền theo thời gian. Giải pháp của công ty Minwis đang được kỳ vọng sẽ giải quyết được một số lượng lớn khẩu trang đã qua sử dụng, đang gây ô nhiễm nghiêm trọng các đường phố, vùng nông thôn và nguồn nước tại Đài Loan.
Thưa quý vị, nhân ngày nâng cao nhận thức về chim cánh cụt, mới đây các nhà khoa học tại Mỹ đã công bố báo cáo về tác động của biến đổi khí hậu đối với quần thể chim cánh cụt ở Nam Cực. Nhiệt độ tăng tiến khiến cho băng tan chảy dường như đã làm cho một số loài chim cánh cụt sụt giảm về số lượng. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stony Brook, Mỹ đã đến Nam Cực để thống kê các loại chim cánh cụt và đếm số lượng của chúng. Họ chủ yếu tập trung vào hai loại chim cánh cụt là Adelie, thích nghi với môi trường khí hậu lạnh khắc nghiệt, và loài Gentoo, thích nghi với điều kiện ấm hơn. Mặc dù chúng ta vẫn còn thời gian và vẫn còn chim cánh cụt tồn tại, nhưng chúng ta thật sự cần hành động ngay bây giờ. Nếu không muốn chúng biến mất, các khu bảo tồn biển là rất quan trọng để bảo tồn các loại động vật, đặc biệt là các loài trên biển. Nhiều khu vực của Nam Cực đang bị ảnh hưởng nặng nề của sự nóng lên toàn cầu. Trong đó, khu vực phía Tây là một trong những nơi ấm lên nhanh nhất trên trái đất. Tại đây, các nhà khoa học phát hiện số lượng chim cánh cụt đã sụt giảm mạnh. Ngược lại, ở khu vực phía Đông, nhóm nghiên cứu đã phát hiện một đàn chim cánh cụt Gentoo mới trên đảo Anderson. Họ cho biết sẽ nghiên cứu chi tiết thêm trong những ngày tới để xem hành vi sống của chim cánh cụt khu vực này có gì thay đổi hay không.